JK Audio nghe chưa đủ thấy xe tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, hôm nay JK Audio sẽ chia sẻ đến các bác mọi miền tổ quốc dòng loa chép rời hay gọi là loa chép tóc. Còn trước mặt quý vị và các bạn đây thì là cái loa chép mã của nó là PT6, dòng của nó là công suất là 50W và chở kháng là 8 ohm. Bên em lấy một đôi ra để bên em giới thiệu cho các bác mọi miền tổ quốc để các bác trải nghiệm và sở hữu. Vâng, về hình dáng thì rất là đẹp, được mạ vàng rất là sang trọng lịch lãm. Và phía bên trong đây thì nó có cái hình đầu đạn rất đẹp. Đây ạ. Nhìn rất là bắt mắt. Và bên em đang đấu trực tiếp vào bộ dàn karaoke để hỗ trợ cho giải chép hay giải cao được sáng hơn, được tách bạch hơn và chi tiết hơn. Vâng, thông thường một dàn karaoke gia đình thì muốn giải âm hay, chất nhạc hay thì thường thường có những thiết bị hỗ trợ. Ví dụ là về nâng tiếng này, máy nâng tiếng này, về vang này, về đẩy này. Rồi thì đây là bên em giới thiệu về cái chép rời được lắp ghép ở phía bên ngoài để hỗ trợ cho giải chép của một bài nhạc, bài hát được hay hơn, sáng hơn. Vâng, thì đây bên em đang kết nối trực tiếp ạ. Vâng, thì đây là những cái chép mà bên em bán ra thị trường thời gian vừa rồi rất là nhiều mà bên em chưa quay được chi tiết. Thì hôm nay bên em quay giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc. Vâng, và đặc biệt cái chép này thì bên em sẽ hỗ trợ đi kèm một cái tụ nhé. Đi kèm một cái tụ để cho chống cháy chập khi mà có những giải chép cao mà những cái thiết bị không ngắt được. Thì bên em đã có cái tụ đây ạ. Cái tụ này cũng được phối ghép ở phía bên ngoài, tích hợp để chống cháy, chống chết chép. Đây, về cơ bản thì là được màu vàng đây các bạn. Vâng, chân đế rất chắc chắn. Vâng, nghe cái giải cao thì rất là sáng, rất là chi tiết. Vâng, chúng ta nên hỗ trợ thêm vì nó cũng không tắt đâu ạ, mấy trăm thôi ạ. Thì để cho cái đôi loa hay là những bộ dàn karaoke được hay hơn rất là nhiều. Và nhìn hình dáng khá là hầm hố. Vâng, quay sát vào thì các bác sẽ nghe được cái tiếng chép ở đơn loa chép cóc ở em bày ở đây đánh. Vâng, rất là hay, rất chi tiết. Vâng, bác nào muốn sở hữu cái đôi loa chép cóc này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio nhé. Bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, đây là sản phẩm mới bên em bảo hành cho các bác 1 năm. Em đang cân đối với lại cái loa chép cóc đấy. Bây giờ em sẽ tách cái dây tín hiệu ra để các bác nghe phân biệt là nó hỗ trợ chép xong nhiều không nhé. Do đây là nhạc đang có chép được hỗ trợ đấy ạ. Vâng, em đã bỏ hai dây tín hiệu ra để các bác nghe mà nhạc không có chép. Và nó khác hoàn toàn luôn các bác ạ. Vâng, bây giờ em lại kết nối lại cho các bác trải nghiệm.
Vâng, nghe nhạc rất là vintage, đặc biệt cái đại chép nó rất là sáng. Rồi các bác nào sở hữu, các bác hay theo dõi kênh, chưa đăng ký thì các bác hãy đăng ký kênh nhé, để tiện theo dõi tất cả các tác phẩm bên Vika Audio về hàng ngày, bên em cập nhật liên tục. Vâng, em xin phép dừng video các bác nhé. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi người được có sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc các bác luôn được nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.